Xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ sắc nam học tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Ngày 11 tháng 8 năm 2024 tới, tôi sẽ có chuyến công tác vào Sài Gòn nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe nam giới chất lượng cao cho quý ông tại khu vực này. Trong thời gian công tác tại Sài Gòn, tôi sẽ tiến hành các buổi khám và điều trị cắt bao quy đầu cũng như làm to dương vật cho những ai có nhu cầu. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nam học, tôi đã điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân gặp phải các vấn đề về sức khỏe nam giới. Những kinh nghiệm này giúp tôi không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân. Tôi luôn chú trọng đến việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và an toàn nhất để đảm bảo mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Điều này giúp bệnh nhân cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi lựa chọn dịch vụ. Trong quá trình điều trị, tôi cũng dành nhiều thời gian để tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về cách chăm sóc sau điều trị. Điều này bao gồm các hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, cũng như các bài tập hỗ trợ để đạt được kết quả tốt nhất. Tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân để đảm bảo họ có được sự hiểu biết và tự tin trong quá trình hồi phục. Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe nam giới hoặc có nhu cầu về các dịch vụ cắt bao quy đầu và làm to dương vật, đừng ngần ngại liên hệ với tôi để được tư vấn và đặt lịch hẹn. Các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 0911 353 689. Tôi hy vọng có thể góp phần giúp các bạn nam giới tự tin hơn và có cuộc sống viên mãn hơn.